Thánh Ngân xin kính chào quý vị và các bạn. Cái trong thời gian vừa qua thì Khánh Ngân đã cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình và cũng như là đồng hành của các bạn dành cho Khánh Ngân rất là nhiều. Thì Khánh Ngân thông qua clip này chỉ mong rằng Khánh Ngân sẽ luôn được mọi người quan tâm và yêu thương nhiều hơn nữa bằng cái sự mà quý vị và các bạn luôn theo dõi video cũng như là có ý kiến đóng góp, và điều đặc biệt là đã được các bạn và quý vị luôn quan tâm đến cái video của Khánh Ngân, cũng như là Khánh Ngân đặt tin tức về bản tin, về thời sự, về ca hát cũng như là đọc truyện thì được mọi người rất là quan tâm và yêu mến. Thì Khánh Ngân rất 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 cảm ơn những tình cảm đó. Thì Khánh Ngân rất mong sự quan tâm và khích lệ của quý vị và các bạn sẽ luôn luôn dành cho Khánh Ngân nhé. Khánh Ngân mong mọi người hãy like, share và cũng như là chia sẻ những cái video mà Khánh Ngân đọc tin tức bên An Ninh TV, cũng như là chia sẻ về cuộc sống của Canada và hát, và những cái truyện ngắn mà gần đây Khánh Ngân đã gửi đến quý vị và các bạn cùng xem, để mà có một cái thông điệp nhỏ gửi gắm đến những cái ý nghĩa trong cuộc sống rất là gần gũi và cũng rất là thân quen thông qua những cái truyện ngắn mà Khánh Ngân đọc. Và đây là một lời mà chia sẻ rất thật tình và rất là chân thành của Khánh Ngân, là Khánh Ngân rất yêu mến và rất là cảm ơn những quý vị đã có ý kiến mà đóng góp sau với mỗi lần mà video đọc tin tức, cũng như là những cái truyện ngắn và những cái bài hát của Khánh Ngân hát. Khánh Ngân cảm ơn rất nhiều, và Khánh Ngân xin chúc quý vị và các bạn trên khắp mọi nơi luôn luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Và hãy đừng quên like, share và cũng như chia sẻ những cái video của Khánh Ngân để mà mọi người cùng nhau biết đến, để mà Khánh Ngân có thêm những video tiếp tục thực hiện nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, và Khánh Ngân xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bản tin video tiếp theo.